Ngóng ngơ ơ nằm cầm rồi, bà đang nằm cầm rồi. Ơ kìa. Đúng khi nằm cầm thật thôi. Sao à? Sao không đi về đây ở Phương ạ? Mệt quá, bữa chị đã nói với lại chị Phương rồi. Ngóng ngơ. Không, không có kéo ngơ. Nhan, Thương, chị ở trên đây thoải mái lắm, cái phong điệp lắm. Em làm tôi ngủ. Này, tôi có rủ anh Nam vào ngủ cùng không? Đi. Đi ơi. Bớ nó được không ta? Hello vợ nhá. Vợ đang làm gì đấy? Sao bé không biết lên được? Sao giờ sao bả video lên? Sao sao mày biết tao là tấu này ở đây ca kêu? Phòng hai ngư lần nhan đẹp. Không đẹp lắm. Coi không? Đi cho coi. Coi cho phòng không? Ái xa. Phòng ngon lành luôn, giỡn giỡn hả? Ủa Phương Duy đang ở trên nhà em hả? Mở trên 4, mở làm sao? Ờ, nhà em 4 nhà mà chị phải sợ một chỗ ở. Ra là lúc nãy chị tới, xong rồi là chị đặt hôm bữa, chị thấy nó ở đây nó cũng thoải mái anh. Thoải mái lắm, đẹp lắm, em đừng có lo cho chị, em lo công chuyện của em nhiều, em cứ lo công chuyện đi, mai em lên tới đây là chị đã có mặt ở đây rồi, khỏi cầm, hiểu không, nó tiện hơn luôn á. Chị ở cái chỗ đây á, là mấy cái boss slip của sân bay quốc tế luôn, cho nên đẹp lắm, sạch sẽ, có những cảnh đồ nào không ăn uống được giảm 20%. Người có tiền luôn chọn lối đi riêng, mọi người hiểu không? Đé một đé bây giờ. Đến lấy đây là phải chia nhà em rồi á, khá khổ gì mình ngủ chung một giường à, đúng không? Ngủ chung một giường, ngủ vợ em thì ngủ chung gì với em hơn rồi. Cha chị sợ nhà mình bây giờ mọi người ở dưới chú Mỹ rồi lên á, mấy cậu mấy đồ tập trung á, sợ chị về nữa đông quá rồi đủ công chuyện rồi em phải lo cho chị nữa. Lo có gì đâu để mà lo. Thì thôi nhá, em đi. Ok, em đi công việc đi. Ừ, em đi công việc đi. Được theo. Lô đẹp xịn trai đấy như không.